phim Batman v Superman Dawn of Justice đã dành rất nhiều thời gian trong phim để chuẩn bị cho Justice League ra mắt trong tương lai. Rõ ràng bộ phim chứa đựng những gợi ý đầy khéo léo về những sự kiện cũng như nhân vật. Dù còn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến thời điểm hiện tại, nhưng mong rằng với bản Ultimate Edition mới ra mắt, bộ phim sẽ được nhìn nhận lại hoặc ít nhất sẽ cho khán giả cái nhìn rõ ràng hơn về vũ trụ điện ảnh DC sắp được mở ra. Son of Krypton versus Bat of Gotham. Chào mừng đến với Thundercast, và sau đây là top 10 điều thú vị nhất phim Batman v Superman mở ra vũ trụ điện ảnh DC. Số 10. Chuyện tình của Batman và Wonder Woman. Vài năm trước, DC Comics đã gây tranh cãi khi đưa Superman và Wonder Woman đến với nhau sau cái chết của Lois Lane, vì nhiều fan vẫn hy vọng vào mối tình nảy nở giữa Bruce Wayne và Diana Prince sau này. Trong truyện tranh những phần trước đây, Batman và Wonder Woman đã có tình cảm với nhau trong thời gian làm việc cho Justice League. Xem Batman v Superman thì có thể thấy một số gợi mở đầy ẩn ý cho chuyện này. It's a fake. Và khi Superman với Lois Lane là một cặp không thể tách rời, thì việc nảy nở tình cảm trong tương lai giữa đứa con của thần Zeus và hiện thân của thần Hades không phải là điều vô lý khi hai người sẽ sát cánh bên nhau tìm kiếm những thành viên của Justice League. Ngoài đời thì hai diễn viên Ben Affleck và Gal Gadot cũng khá ăn ý, nên gần như chắc chắn Warner Bros. Và đạo diễn Zack Snyder sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho dù nhiều fan thích cặp đôi Batman-Superman hơn. Số 9. Lex Luthor trong Suicide Squad. And one bat head short. Warner Bros. Đã tiết lộ trước đoạn kết của Batman v Superman ngay khi họ tung ra hình ảnh của Lex Luthor trong trailer. Đó là Lex phải ngồi tù, cho nên khả năng Lex sẽ xuất hiện chớp nhoáng trong Suicide Squad là cực kỳ cao. Đặc biệt, trong bản Ultimate Edition, khi Batman gặp Lex ở trong tù, anh có dọa rằng sẽ đưa Lex vào nhà tù Arkham, nơi mà anh có khá nhiều bạn bè trong đó. Và nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lex là đủ hiểu nơi giam giữ những kẻ phản diện điên loạn nhất, kinh khủng như thế nào. Tuy sự xuất hiện của Lex vẫn chưa được xác nhận, nhưng biết đâu đấy, có thể hắn chính là kẻ quân sư cho Amanda Waller để hình thành đội Suicide Squad thì sao? Chỉ đến tháng 8 khi phim ra mắt chúng ta mới biết được. Số 8. Sự ra đi mãi mãi của Clark Kent. Đạo diễn Zack Snyder đã quyết định chấm dứt số phận của Clark Kent sau cái chết của Superman bằng cách tổ chức một đám tang và biến sự ra đi của anh trở thành một sự kiện chính thức. Giả sử, nếu như Lois Lane và Bruce quyết định giấu kín cái chết của Clark Kent, việc này cũng dễ dàng bởi anh ta đã mất tích sau khi rời tòa soạn Daily Planet đi công tác, nên họ có thể nói dối rằng anh đã rời khỏi thành phố. Như vậy thì Clark Kent còn có khả năng quay trở lại, nhưng có vẻ đối với các nhà làm phim thì việc đó chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi. Đạo diễn đã công bố xác nhận rằng Superman chắc chắn sẽ quay trở lại, nhưng quay lại thế nào thì ông lại không đề cập đến. Anh sẽ là ai khi mà danh tính con người của anh đã không còn? Chắc chắn Snyder đã tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu chúng ta muốn thấy hình ảnh chàng phóng viên Clark Kent ngời ngợi một lần nữa, thì từ giờ chỉ còn bộ phim này mà thôi. Số 7. Phim solo của Batman. Chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về kế hoạch mà Ben Affleck dành cho phần phim solo của mình về kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng có thể thấy trong Batman v Superman, bộ phim nói về những sự kiện trong quá khứ. Nào là hình ảnh của biệt thự Wayne bị phá hủy, rồi việc 20 năm bảo vệ thành phố Gotham đều thành công cốc, và cái cách Bruce Wayne nhìn chăm chăm vào bộ trang phục của Robin, tất cả đều ám chỉ rằng đằng sau đó còn câu chuyện chưa kể. Và với dòng chữ Jokes on You Batman, rất nhiều fan đã nghĩ ngay đến A Death in the Family, một chuyện rất nổi tiếng kể về Jason Todd, Robin của Batman đã bị Joker hành hạ đến chết. Và đây cũng chính là một trong những lý do khiến tâm lý Batman trở nên bất ổn, hung hãn và tàn bạo với bọn tội phạm đến thế trong Batman v Superman. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. Số 6. Wonder Woman là con gái của Zeus. Ngoài một vài chuyện được nhắc đến về quá khứ của cô trong Thế chiến thứ nhất, thì chúng ta biết rất ít về Wonder Woman và phải chờ tới phim của cô ra mắt trong năm sau.
Nhưng trái với Batman, có vẻ tác phẩm solo của Wonder Woman có nội dung khá dễ đoán. Gần như chắc chắn chúng ta sẽ được theo dõi câu chuyện về quá khứ của cô và hành trình trở thành Wonder Woman của công chúa vùng Amazon. Nhà sản xuất của Batman v Superman Charles Roven đã khẳng định Diana là con gái của thần Zeus. Vì vậy, nguồn gốc của Wonder Woman sẽ đi theo hướng của New 52, khi Diana còn là con gái của Hippolyta và Zeus. Là một vị á thần và sau này trở thành God of War, thần chiến tranh sau khi giết Ares. Batman v Superman đã đưa ra vài gợi ý về điều này trong cảnh Diana Prince đảo mắt tỏ vẻ khó chịu khi Lex Luthor nhắc đến Zeus ở bữa tiệc của mình. And he ruined Zeus's plan to destroy mankind, and for that he was given a thunderbolt. True. That seems unfair. Lúc ấy cô nàng chỉ đơn giản là cảm thấy Lex rất tẻ nhạt, hay là cô đang nhớ tới những ký ức trong quá khứ về cha và sự đe dọa từ các thần Olympus mà chúng ta vẫn chưa biết đến. Nên nhớ ở đoạn đánh nhau với Doomsday, cô đã nói rằng cô từng chiến đấu với sinh vật ở thế giới khác rồi, thế nên điều này rất khả thi đấy. I've killed things from other worlds before. Số 5, Cyborg nửa người nửa máy. Cho dù các nhà làm phim Batman v Superman chưa bao giờ làm rõ điều này, nhưng ba khối hộp bí ẩn mà Stephen Wolf mang theo trong đoạn gặp gỡ Lex chắc chắn là Motherbox. Việc Victor Stone bị thương nặng và trở thành Cyborg cũng lấy trong nguyên gốc truyện tranh. Trong chuyện nói rằng, khi con trai của tiến sĩ Silas Stone bị thương nặng, mất đi phần lớn các bộ phận cơ thể, ông tiến hành thí nghiệm biến con trở thành nửa người nửa máy. Đây là cách duy nhất để giúp Victor nuôi hy vọng sống sót, cũng là quá trình nghiên cứu Motherbox. Bằng cách này, anh ta có thể tiến gần với Darkseid hơn và cũng sẽ là lợi thế cho Justice League trong việc sử dụng Motherbox. Trong khi phim của Wonder Woman sẽ ra mắt năm sau, các nhân vật cameo trong Dawn of Justice khác là Aquaman và Flash dự kiến cũng sẽ có phim riêng vào năm 2018, Green Lantern, Shazam vào năm 2019, thì phim về Cyborg có lẽ phải đến năm 2020 mới được ra mắt khán giả. I have to admit, I didn't expect your call. Cyborg? Số 4, vai trò của Lois Lane. Lois Lane sắp trở lại trong Justice League và cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai khó đoán này. Trong tin nhắn gửi cho Batman, Flash đã nói rằng cô nàng chính là chìa khóa giải mã cho một cái gì đó. Cô nàng đóng vai trò khá nổi bật trong hai bộ phim Man of Steel và Batman v Superman. Đạo diễn Snyder hẳn phải thích cô nàng này lắm, nên nếu cô lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh Superman thì cũng không có gì lạ cả. Thậm chí có khi cô còn cứu thoát chàng khỏi sự điều khiển của ác nhân nào đó ấy chứ. Và ác nhân ấy sẽ được đề cập ngay dưới đây. Vị trí số 3, Darkseid sắp đến. Trong bản Ultimate Edition, trên con tàu vũ trụ của tướng Zod, Lex Luthor có gặp một nhân vật được cho là Steppenwolf, tay sai số 1 của bạo chúa Darkseid. Và chắc chắn khi học mọi kiến thức của người Krypton trên con tàu, Lex đã biết đến Darkseid, hay thậm chí liên lạc được với hắn. Sau đó, Lex cũng ám chỉ đến hắn khi nói chuyện với Batman trong ngục tù, với nỗi sợ hãi đến bấn loạn. Trước đó, trong bữa tiệc của mình, Lex đã nói đến việc lật ngược bức tranh thiên thần và ác quỷ. Hắn nói rằng ác quỷ đôi lúc không đến từ lòng đất, mà đến từ bầu trời. Ở cuối phim, bức tranh đã bị lật ngược lại và hình ảnh đó làm người ta nghĩ ngay đến những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Ngoài ra, hãy nhớ lại đoạn ảo mộng của Batman ở một thành phố bị sa mạc hóa và hoang tàn. Chúng ta có thể thấy biểu tượng Omega, đây chính là biểu tượng nổi tiếng của tên bạo chúa trị vì Apocalypse. Ngoài ra, trong lúc đối đầu với những tên lính thì những Parademons, bọn quỷ to lớn tay sai của Darkseid xuất hiện và bay ngập trời. Justice League sẽ có hai phần. Phần 1 đã được xác nhận là cuộc tuyển quân, khi Batman và Wonder Woman sẽ đi tìm những đồng minh mới để cùng họ chống lại những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Ở phần này, nhân vật phản diện chính sẽ là Steppenwolf, và có lẽ Darkseid đã được lên kế hoạch ém hàng trong tương lai. The others like me. Why did you say they'll have to fight? Just a feeling. Số 2, di chuyển xuyên thời gian. Khá nhiều người xem sẽ cảm thấy khó hiểu với đoạn xuất hiện của Flash, thủ vai bởi Ezra Miller trong nơi làm việc của Batman. Ngay cả nếu có đọc truyện, thì tin nhắn mà Flash trong tương lai gửi đến cho Batman vẫn khá là khó hiểu. Anh nói rằng anh đến quá sớm, tức là đáng lẽ anh phải đến thời điểm sau sự kiện đối đầu với Superman.
Bên cạnh đó, anh thêm rằng vai trò của Lois Lane là rất lớn và rằng Bruce đã đúng về hắn. Hãy sợ hắn. Nhân vật hắn nhiều người sẽ nghĩ là Superman, giống như trong Injustice, vì trong ảo ảnh ác mộng của Bruce thì Superman đã về phe bóng tối sau khi Lois Lane bị sát hại. Nhưng rất có thể đó là do anh ta bị Darkseid điều khiển thì sao? Vì thế, hắn ở đây khả năng rất cao là Darkseid. Còn quá nhiều thắc mắc về câu chuyện trong tương lai, nhưng việc Flash có thể di chuyển xuyên thời gian để gửi tin nhắn đó cho Batman cho thấy rằng du hành thời gian là điều có thật, và rất có thể nó sẽ liên quan đến Flashpoint. Chắc chắn nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành DC Extended Universe trong thời gian sắp tới. Số 1, Watchmen. Không phải không có cơ sở khi đề cập đến sự xuất hiện của Watchmen trong DCEU trong thời gian sắp tới. Trong một bài báo mà Clark Kent đọc về sự dã man của Batman trong cách xử lý tội phạm, một đoạn phỏng vấn Harvey Dent đã nói rằng Batman đang hành động như thể thẩm phán, quan tòa và đao phủ, mà có vẻ như cơ quan cảnh sát của Gotham chả đóng vai trò gì cả. Nếu họ để những kẻ đứng trên pháp luật trở thành người giám hộ của thành phố, thì ai sẽ giám sát họ? Câu nói "Who watches the Watchmen?" mang rất nhiều ẩn ý. Một dấu hiệu nữa là ở tấm bảng cảng biển Gotham Seaport, chúng ta có thể thấy rõ dòng chữ "The End is Nigh". Đây là câu nói đặc trưng, một dấu hiệu riêng của Rorschach, thành viên của Watchmen. Và với những dấu hiệu Watchmen xuất hiện gần đây trong truyện của Justice League, thì việc Snyder đưa sản phẩm cũ của mình vào vũ trụ điện ảnh DC là điều hoàn toàn có thể. Và sau tất cả, dù bạn đã ra rạp xem Batman v Superman hay chưa, thì chắc chắn bạn phải xem bản Ultimate Edition. Vì nếu đem so với bản đầy đủ này, thì bản phim ra rạp chúng ta đã xem chỉ giống như một trailer hơi dài mà thôi. Dù bạn có hay không thích phim này, thì nó cũng mở ra rất nhiều điều thú vị đáng mong đợi của vũ trụ điện ảnh DC trong tương lai. Đừng quên like, share và subscribe Channel để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số bản xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 10 nữ anh hùng quyến rũ nhất Marvel. Top 10 trận đấu đầu kinh điển giữa Batman và Superman. Top 6 bộ phim về Justice League hay nhất. Top 10 nhân vật giàu nhất Marvel.